Đây là quang cảnh phái đoàn đến thăm biển Hồ đang chuyển tất cả gạo, mì và thuốc men tất cả đến lên thuyền để đi vào biển Hồ. Rất tiếc đã đi suốt một ngày từ sáng tới tối bây giờ mới đến nơi. Thật là tối. Đây là quang cảnh đang mọi người đang vận chuyển, đang vận chuyển thuốc men, gạo, mì và tất cả lương thực đem đến giúp cho đồng bào nghèo ở biển Hồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.